Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay trước khi bắt đầu video mới thì mình đã phát hiện ra một cái kênh YouTube dành cho tất cả trẻ em học được tiếng Anh miễn phí, và mỗi tuần có thể ra được nhiều mini game mới. Đó chính là Little Kids. Đây, và nếu mà các bạn học được trên tiếng Anh thật là giỏi và các bạn có thể được tặng được và Little Game á, thì sẽ có rất là nhiều phần quà. Và phần quà của tuần này đó chính là tặng 30 set học tập Slam và Sushi. Ok, và bây giờ mình đầu tiên thì các bạn ấn nút đăng ký, và các bạn để lại cho mình tên số điện thoại và địa chỉ ở trên cái video đó, và các bạn trả lời câu hỏi của Leo Game. Ok, bây giờ bắt đầu video mới thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn, các bạn đã quay lại với kênh người tên là Kid, và mình là cameraman. Hôm nay mình sẽ sáng không phải cố tính làm vlog chưa. Ok, bắt đầu thôi. Rất là ngu ngẩn, và có thể là các bạn sẽ hỏi tại sao mày nói đường như thế, tại sao lại làm gì, hoặc là tại sao nó lại lì như thế chẳng hạn. Và thậm chí là những có những cái câu nói mà mình không thể nào quên được, đặc biệt là cái đứa bạn cùng bàn với các bạn mà bây giờ hãy theo mình khám phá và thực hiện những câu nói đó nha. Ok, câu nói thứ nhất đó chính là câu nói làm như nó có thù với sách vở, nó có thù với trường học hay làm sao mà cứ hỏi 5 phút mới qua hỏi. Ê, xin nó ra chơi hả? Ê, còn mấy phút nữa ra chơi. Ê, sao bắt tiết chưa giả? Trời ơi, làm như vô học để gặp bạn, gặp bè, gặp thầy, cô, đối diện với sách vở chơi vậy thôi, học để đối phó vậy thôi, chứ không bao giờ vô đây để học. Cứ hỏi vậy hoài. Bởi vì tôi rất là mệt. Và câu nói thứ hai đó chính là câu nói xíu kiểm tra nhớ trả lời nha. Thì đi học thì các bạn cũng có thể là kiểm tra 15, kiểm tra một tiết, kiểm tra miệng, kiểm tra đầu giờ kiểu vậy. Mà tại sao lại có những đứa đi học mà lại không một bài là phải nhờ mình chỉ? Mình cho nó vay mượn kiến thức cơ à. Tại sao làm như vậy? Rồi mốt thi đại học, thi tốt nghiệp, rồi thi tuyển vô lớp 10, thi chuyển cấp có hỏi bài được hay không mà tại sao lại phải hỏi như vậy? Kỳ vậy, tôi đề nghị mấy bạn mà không học bài về nhà học bài lại, kiểm điểm lại bản thân. Kiểm điểm lại bản thân. Và đừng bao giờ đi hỏi bài người khác, vì đó là kiến thức vay mượn. Các bạn không thể nào mà nhòi nhét được một kiến thức vay mượn nào vào đầu của các bạn. Và mình không có xúc phạm các bạn, nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi. Và câu nói thứ ba thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là khách mời của mình. Bạn thân của tôi. Nhớ mình không? Không. Nhớ. Bạn. Và bây giờ sẽ vô vấn đề chính là câu nói thứ ba. Câu nói thứ ba chính là: Ê, cho mượn cái viết đi. Ê, cho mượn cái thước đi. Nói chung là nó mượn nguyên cái hộp bút mình luôn. Ok. Nó mượn xong mà nó không bao giờ nó trả luôn. Bởi vậy, đi học đầu năm ba má mua cho cái gì không biết, cây thước, cục gom, cây viết dạ quang, cây viết xóa, hộp bút, sách giáo khoa, mà không biết giữa năm tại sao nó mất tiêu hết trơn hết trọi. Mấy đứa này cũng hay thì nó lựa lúc mà mình mua xong cái nó lại mượn. Đặc biệt là bút xóa, đã mượn bút xóa không bao giờ trả mà còn viết lên bàn cho hao bút mình chơi. Viết đã mua tốt bao nhiêu tiền là lại mà tại sao lại phá như vậy? Vì thử viết của mấy bạn, coi mấy bạn có dám làm như vậy không, mà tại sao mấy bạn lại nhắm vô viết của người khác mà mấy bạn làm như vậy? Dạ. Có biết người ta tổn thương lắm không? Biết sao không? Để tôi nói cho nghe nè. Tại vì cái đó không phải là tiền của mình cho nên mình đâu sợ đâu. Bởi vậy xài xa láng của người ta chơi vậy đó, như của ông nội ông ngoại để lại cho xài dư chơi vậy đó. Nó làm như nó mình nắc nợ nó từ thời ông của nội của ngoại nó hay gì á. Nó mất viết rồi, bây giờ nó còn kéo theo mình mất viết phong trào luôn. Ồ, rồi giờ là tới câu nói thứ tư đó, chính là con nói chút xíu tiết gì vậy? Chút xíu tiết mấy vậy? Ê, tới đâu rồi? Trời ơi. Nó hiểu sao luôn, đầu năm nhà trường phát cho nó nguyên cái thời phát biểu, nó về nó giọng nó nuốt hay cái gì mà nó hỏi mình hoài luôn á. Hỏi hoài tới nỗi mà mình học thuộc cái thời phát biểu luôn. Ê, mà cũng cảm ơn cái kiểu người bạn mà hay nói cái câu nói như này nè. Trời ơi, nó giúp mình học thuộc. Đúng rồi, giúp mình học thuộc cái câu nói rất là dễ dàng, rất là easy, chỉ cần trả lời nó hai chữ hoặc là ba chữ tùy theo cái tên của bộ môn, và các bạn có thể học thuộc trong vòng 3 ngày, thậm chí là 2 ngày, thậm chí là 1 ngày, 30 giây.
trừ khi mà học thuộc trước. Ừ, cũng có thể. Thì ngồi với kiểu người này thì hơi khó chịu một tí, tại vì lúc nào cũng nghe cái miệng chém chép mà không chém chép câu gì khác, mà phải là cái câu chút xíu tiếc gì dạ. Trời ơi, nghe riết mò, nghe riết mò lỗ tai luôn. Thì cái kiểu người này cũng có lợi, nhưng mà mặt khác thì nó hơi có hại một xí, tại vì mình phải tốn tiền đi khám thằng bị nhiễm trùng lỗ tai. Cái thì ngoài những câu nói đó thì còn có một số kiểu người rất là vi diệu và đa tính năng. À, và đầu tiên mình sẽ nói đến cái kiểu người mà người bạn duyên dáng. Cái này thì các bạn có thể là đã coi của anh Chu Hoài Bảo, thì bây giờ mình xin nhấn mạnh lại cái kiểu người này một lần nữa. Đầu năm vô trời gặp lại bạn bè mới, gặp lại thầy cô cũ, trời ơi mừng muốn chết. Mà gặp lại cái con nhỏ này hoặc là cái thằng này thì ôi rồi ôi, như tạt nước lạnh vô mặt vậy. Không, ê ê ê, nó đúng đầu hơn, năm nó đúng hơn là từ trên chín cái gì à, chín tầng mây mày, cái rớt xuống 18 tầng địa ngục luôn á. Ê vậy luôn á, thì kiểu vậy nè, kiểu người bạn duyên dáng thì bây giờ mình sẽ định nghĩa cho các bạn nha. Đầu năm vô, ê sao giờ mập quá vậy, ê sao giờ ốm quá vậy, ê sao giờ lùn quá vậy má, ê trời ơi sống như quỷ vậy má, trời ơi sao giờ mặt mũi vậy, ê ăn nhiều mì cay lắm phải không, ê đừng uống trà sữa, uống nhạt trà sữa nhiều quá mọn hận á, đưa đây tao uống giùm cho. Trời ơi có duyên thấy sợ luôn á, ngồi vậy mặt ừ, trời ơi có duyên thấy sợ luôn, giờ muốn tắt vô người ta đi chứ mắc mớ gì mình nói người ta mặt. Mình coi chắc mình ốm hơn ta ha. Bởi anh em mới nói cái này là thấm soi máu, chứ không phải là người bạn duyên dáng đâu nha. Thì có duyên thì nghĩ đen đó. Thì bởi như vậy mấy bạn nào mà ngồi kế cái người này thì cẩn thận một tí nha. Và tiếp theo là người bạn hay hát. Trời ơi, người bạn này như một cái lò phóng thanh, đi đâu cũng có thể hát được. Đúng rồi, như cái lo di động vậy, cái lo phát thanh di động vậy đó. Đi học cũng hát, đi lên trả bài cũng hát, bị phạt cũng hát, bị ghi sơ đồ bài cũng hát, đi vệ sinh cũng hát, đi ăn cũng hát, các thứ. Nó hát đến nỗi mà lúc mà đang ăn mình. Bởi vậy khi vậy nè, một con vịt sẽ hai cái cánh. Nó kìa cực lên. Nó cướp động ly của mình. Ủa tao đâu có biểu mượn hát bè, ủa tao đâu có mượn song ca mà sao bài lanh quá vậy. Rồi mà còn có câu slogan nữa, hát hay không bằng hay hát. Trời ơi. Nếu mà các bạn thích người bạn này hoặc là thích video này, hãy cho like thật là bự. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và hãy nhấn nút subscribe ở bên dưới. Và nhớ nhấn vào cái chuông nha. Ủng hộ cho team GTN nha. Ok.